mua ạc liên quân y tín giá rẻ tại shop trumnicklw.com. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Mình là người mới lên, chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Trong ngày mốt là bước xem năm 2019 rồi anh em ơi. Hôm nay mình làm video này chắc đăng là ngày mai là 2019 đó anh em. Mình cũng làm một cái clip tạm biệt 2018. Cũng làm về chủ đề Troy giờ mình anh em. Một màn Troy cuối cùng năm 2018 nha anh em. Nói chung là rồi, mình sẽ nói thẳng vào vấn đề Troy luôn nha. Trong hôm nay mình có một cái màn Troy giờ mình đó là sẽ đi sinh nhật con bạn của mình và sẽ ở lại đêm luôn anh em. Để xem và gọi gì anh báo với vợ mình là mình ở lại không có gì vào đêm hôm đó luôn anh em. Để xem thử cái phản ứng của vợ mình sẽ như thế nào nha. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu cái video này nha anh em. Bây giờ mình sẽ vào phần bài đặt mũi các quay bắt đầu nói với vợ mình đi sinh nhật và bắt đầu màn Troy nhé. Ok anh em, mình đã đọc các quay tại chỗ này rồi anh em. Bây giờ chỉ việc là chờ vợ mình nó đi mua đồ gì nó ở trong phòng rồi bắt đầu mình sẽ đi sinh nhật lên kế hoạch với màn Troy nha anh em. Ok anh em, vợ mình nó nói gì anh em? Số mày đi hát rồi. Thôi tao chạy đi cái. Ít tao tưởng em nhiều nha. Lại, thôi, cầm đây em. Em nhiều mát hết hả? Lấy gì đâu mày? Con bạn mà nó nhắn tin anh hồi sáng á, chứ em chưa đọc tin nhắn vậy. Ai biết gì đâu, điện thoại anh mà em đọc. Anh chưa nói em cho nãy nó mới điện, giờ anh đi. Số mà mấy giờ mà giờ anh đi? Nó mà hồi 5 giờ, bây giờ 4 rưỡi rồi. Giờ anh vô đi với bạn, chứ em chiều về là em mệt nữa mà đi với anh mấy công. Anh nhậu say rồi nữa. Không nào ơi. Không biết tình, không biết tình. Nhậu rồi mấy con chơi chi rồi đi chi nghe đồ mệt nữa. Nó ở nhà. Ở nhà đi chọn xíu gì à? Chọn đi, cầm hộp này. Đi tao quen hộp luôn nè. Nha. Về số mà. Về số anh cho cỡ tiếng anh đi nhanh lắm. Anh nhậu nhẹt anh nhanh lắm gì thì à. Tao còn tính tiền mà anh lo gì chứ. Về số mà nha, có đầu lo có nhiều không sợ. Rồi. Gì nó mất ha. Anh đi nha. Nói người thấm nha anh. Đóng cửa lại em ạ, cầm chìa khóa đi. Về khóa cửa. Ok anh em, hồi nãy giờ mình có vô nhà bạn của mình chơi cũng tầm được hơn 2 tiếng rồi anh em. Bây giờ mình sẽ điện về nhà vợ mình. Alo. Alo. Gì anh? Vậy, tự nhiên nào xe gì không được sao? Chị ngủ nhà bạn có chị sao về sao nha. Giờ được em ngủ mình rồi em nha. Thì đóng cửa kính lại ngủ chứ có sao đâu. Em biết đâu gì rồi chứ em nhát đâu có bạn anh chơi gì giùm. Em không biết. Nha, ngủ nhà của anh giờ anh chơi của anh nhiều không có thiệt á. Hả?
số tao mà check mấy á. Em biết cái gì hả? Em chở em nhé, không mình đâu. Thằng nhú nha, check mấy anh mệt á. Em biết đâu gì vậy? Chê lúa chạy về nhà nè anh em. Giờ đỡ mình vào trong chiếc tủ làm gì trắng nha. Chắc nó mất hồn nó ngủ trắng rồi. Mình sẽ vào xem thử. Sẽ nghe nhắc mẹ luôn. Ha 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 ha!
Sao ngu số rồi nghèo? Gì vậy? Tạm tao lấy chủ. Này mà không chọn đâu. Đổi dài. Biết rồi. Biết rồi. Trông kìa đều có cái mũi con đi mà. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Sao nên muốn sớm nhỉ? Sợ. Trời ơi. Không, nó ăn gì ngủ im cho mình để khó im nè. Đâu có gì đâu bình thường à. Thôi không có bia đâu này. Thấy không? Cái bia mà có mùi khác. Lá mình quay cũng vậy. Giờ ra anh có đi chào, anh có chào ra không có gì chào đâu. Làm mình cho anh đâu. Trời ơi, quy mô gì rồi vậy? Anh thấy một số rồi biểu. Sao này một số như vậy? Nó đập mà nó mất nè mà. Chú nó sợ với ha. Hey, sao này em nói anh về em nghĩ sao? Muốn chí chắc anh nghe luôn nữa. Thật ra này anh làm con nó quay qua chỗ cái cũ kìa. Khỏi quay rồi. À, chỗ cái con chi kìa em. Mệt. Bây giờ như sao mà bỏ vợ tôi ngủ nhà của mình được. Nhớ chuyện nói là chị gì ở đây. Sợ và nghĩ và buồn. Chị gì liền á. Em sinh nhật gái rồi ôm ngủ nhà gái luôn á. Gái rồi gái chậm đầu chứ có chị sinh nhật đâu. Thiệt không? Thì không có, không có biết. Có vậy đi đâu? Đi để chị vô nhà mà mắc thằng bạn chơi với đâu một chơi. Vậy cũng lấy đi chơi. Ngồi nói chuyện chơi thôi chứ. Anh đi làm kiếm tiền nha. Làm kiếm tiền cục cức á. Có nha. Có nha nghe em. Về đâu? Giờ hai vợ chồng mình ngủ cũng phía đầu. Bạn anh đi chơi chồng yêu mà. Chồng yêu hết chuyện cho anh chồng yêu. Dạ. Chú bán hiệu tôi anh yêu. Được. Chuyện nhỏ. Nó không cho anh ngủ được. Tôi yêu hiệu muốn có mày. Đi ra chuồng nhau ngủ với tụi nó, nãy tụi nó là tụi nãy giờ, nãy giờ không biết cảm xúc anh như thế nào nhưng mà anh đã quay lại hết rồi. Chúc là anh chị đây những cái anh em xem. Em vui yêu. Chị vui lắm anh em. Giờ vui lắm em. Vui lắm em. Vui. Rồi tớ mình. Chị bữa nay được ngủ mình phim. Có cửa hóa nhẹ phim. Rồi đó anh xem thử góc quay thử em như thế nào nha. Chị cần như thế nào anh em. Thôi xin kết thúc video tại anh em rồi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi cái màn trên mình đi chơi ở lại đêm để xem phản ứng của vợ mình. Như thấy video thì thú vị thì đó là một like, một share, nhớ chữ đăng ký của mình để ủng hộ cho mình nha anh em. Ok, bye tất cả các anh em.